Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa ốc. Trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị điểm qua một số nội dung chính như sau. Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tăng mạnh. Ngắm pháo hoa Đà Nẵng từ cửa sổ căn hộ nhà mình. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3, Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn SCC đã mở bán đợt 6 giai đoạn 1 dự án Phố Đông Village với sản phẩm chủ lực là căn biệt thự phố vườn, căn biệt thự song lập và căn biệt thự đơn lập. Trong năm phiên mở bán trước đây, các loại biệt thự của Phố Đông Village luôn đạt sức tiêu thụ trên 95%, trong đó biệt thự sân vườn đạt 100%. Theo người mua nhà, điểm thu hút của dự án Phố Đông Village chính là tiến độ xây dựng nhanh chóng, hệ thống tiện ích phong phú và phong cách thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Tiến độ xây dựng là cũng lẹ, chủ đầu tư với nhân viên ở đây cũng quan tâm đến khách hàng, có nghĩa là cũng nhìn đến cái sinh sống của người ta, có nói chung là có trách nhiệm đó. Nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCC cam kết sẽ mang đến cuộc sống tốt nhất cho các cư dân trong dự án. Lần mở bán lần thứ 6 này, chúng tôi chăm chút hơn nữa, đặc biệt đầu tư hơn nữa vào các tiện ích như là siêu thị, Vinmart, càng ngày càng nâng cấp, mở rộng các tiện ích để phục vụ cho cư dân. Hiện Phố Đông Village đã nhận được 2 giải thưởng danh giá là nhà ở tốt nhất Việt Nam và nhà ở tốt nhất Đông Nam Á. Ngoài những căn biệt thự sang trọng, dự án Vinhome Central Park còn quy tụ nhiều tiện ích, dịch vụ và cơ sở vật chất khác như khu vui chơi, trường học, bệnh viện, v.v. Do vậy, cư dân sống tại đây có thể sử dụng toàn bộ các dịch vụ này chỉ với vài bước chân. Vinhome Central Park là nơi quy tụ tất cả những dịch vụ và cơ sở vật chất phong phú, đa dạng, từ giáo dục, y tế cho đến giải trí. Ngoài những tiện ích giải trí như sân golf, bể bơi trong nhà và ngoài trời, sân tập bóng, sân chơi trẻ em, rạp chiếu phim IMAX hiện đại, cư dân tại Vinhome Central Park còn có thể thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại Vincom Landmark 81. Đây là nơi quy tụ những nhãn hàng cao cấp hàng đầu trên thế giới. Để kết thúc ngày vui chơi một cách hoàn hảo, cư dân và khách hàng có thể tận hưởng ẩm thực cao cấp tại chuỗi nhà hàng Âu Á ven sông Sài Gòn thơ mộng trước khi nâng ly cùng bạn bè tại quán bar sang trọng. Về giáo dục, cư dân phụ huynh tại đây có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng giảng dạy với trường Vinschool, trường học danh tiếng mà chưa thương hiệu giáo dục tư nhân nào đạt được khi nói về tốc độ phát triển và cả nội dung giáo trình. Giáo trình 5 trong 1 của Vinschool sẽ giúp ươm mầm những tài năng trẻ tương lai của đất nước. Khuôn viên trường bao gồm mẫu giáo, tiểu học và trung học với sức chứa từ 1.666 đến 3.200 học sinh. Không chỉ được cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao mà học sinh còn được chăm sóc bởi đội ngũ giáo viên chuyên môn và tận tình, được phát triển về cả trí tuệ, thể chất và tinh thần. Bệnh viện Vinmec Central Park, thương hiệu y tế được quản lý và vận hành bởi Vingroup, là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ quốc tế JCI, chứng nhận chuyên môn y khoa cao và chất lượng chăm sóc bệnh nhân hàng đầu. Bệnh viện quy tụ các chuyên gia và bác sĩ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và hàng trăm y tá có trình độ cao. Theo dự kiến, bệnh viện này sẽ có sức chứa là 600 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản khoa và ung thư. Đáng chú ý là tất cả các dịch vụ tiện ích này đều được xây dựng ngay trong khuôn viên khu đô thị. Do vậy, cư dân tại đây có thể sử dụng tất cả các dịch vụ mà không cần phải lo lắng đến thời gian di chuyển hay độ an toàn, chất lượng. Nhắc đến khu vực Nam Sài Gòn bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè và Bình Chánh, đa số người dân thành phố Hồ Chí Minh nghĩ ngay đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động như hiện nay thì khu Nam Sài Gòn đang là điểm đến cho rất nhiều những nhà đầu tư khác. Sự tham gia của họ góp phần làm nên diện mạo một khu đô thị mới thực sự khởi sắc. Trong một báo cáo mới đây, công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản CBRE đã nhận định khu vực Nam Sài Gòn là khu trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển từ 20 năm qua. Nơi đây mặc nhiên gắn liền với tên tuổi Phú Mỹ Hưng, nhà phát triển bất động sản đầu tiên đặt nền móng cho khu Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, với vị trí đắc địa khi hướng về phía biển, với sự phát triển của hạ tầng giao thông và sự khởi sắc của thị trường bất động sản thì ngày càng nhiều nhà đầu tư đang hướng đến khu Nam. Nam Sài Gòn giờ đây không còn đồng nghĩa với Phú Mỹ Hưng nữa. Nam Sài Gòn bây giờ bên cạnh Phú Mỹ Hưng còn có các nhà phát triển bất động sản khác. Trong thời gian qua, hàng loạt các nhà phát triển địa ốc đã triển khai những dự án của mình tại đây. Có thể kể đến nhiều dự án nổi bật như Sunrise City của Him Lam hợp tác với Novaland, dự án River City của Phát Đạt hợp tác với An Gia Investment và quỹ đầu tư Nhật Bản Grid, loạt dự án Silver Star, Golden Star của Hưng Lộc Phát hay những cái tên đã có tiếng trên thị trường bất động sản như Nam Long, Sacom Real, Phú Long, Cityland. Theo ông Phạm Lê Tuấn, tổng giám đốc công ty Hưng Lộc Phát, khu vực Nam Sài Gòn có nhiều tiềm năng phát triển một khi hạ tầng giao thông được kết nối trong tương lai không xa. Hiện tại cái phía
khu vực phía Nam Sài Gòn nó một thị trường bất động sản tương đối sôi động. Trước đây khi nói đến khu Nam Sài Gòn thì ai cũng nghĩ đến cái công ty phát triển dự án đầu tiên ở đó là công ty Phú Mỹ Hưng. Nhưng hiện tại với cái giao thông thuận lợi khi mà cầu Phú Mỹ thông cũng như là hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông phát triển, khi có kết nối cầu Phú Mỹ, cao tốc Long Thành Dầu Dây tiếp tới mà có sân bay Long Thành thì thực sự là cái hướng đi của các cái dự án ở phía Nam nó có một cái đầu ra phát triển tốt. Nhưng việc phát triển dự án tại một khu vực vốn đã được định danh bởi một thương hiệu quá lớn như Phú Mỹ Hưng sẽ là thuận lợi hay thách thức cho các nhà đầu tư mới? Phú Mỹ Hưng là một công ty lớn, uy tín. Và việc mà sở hữu vị trí nằm ngay sát Phú Mỹ Hưng để tận hưởng tất cả những tiện ích của Phú Mỹ Hưng trong bán kính khoảng 3 phút đi xe thì là một trong những cái lợi thế của dự án River City. Đại diện Hưng Lộc Phát thì cho biết đối tượng khách hàng mà công ty hướng đến không giống đối tượng của Phú Mỹ Hưng nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Ai cũng nhắc đến Phú Mỹ Hưng, thực sự là cái sự quy hoạch ở đây nó có sự bài bản và các cái bước triển khai của họ cũng rất là chuyên nghiệp. Môi trường ở đây cũng như là cái quy hoạch, về thiết kế quy hoạch cũng như là về thiết kế kiến trúc, cảnh quan xung quanh thì đã được nâng cấp và quan tâm lên. Đối với Phú Mỹ Hưng thì họ chỉ quan tâm đến, nói đúng nghĩa là họ quan tâm đến một cái giới khách hàng rất là cao, nó có thu nhập cao, ổn định. Còn ở đây thì tôi hướng tới những khách hàng trẻ và có thu nhập ổn định, có thu nhập ở mức trung bình khá. Nhìn tổng thể, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khu Nam Sài Gòn sẽ trở thành môi trường sống lý tưởng, thuận tiện cho người dân nếu chính quyền thành phố đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng giao thông. Và chúng tôi tin rằng khu Nam sẽ là một cái nơi sẽ tiếp tục phát triển nhiều dự án với đẳng cấp, chất lượng, bởi vì ở đó hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể sống, làm việc và vui chơi giải trí ở tại khu Nam một cách hoàn hảo. Chúng tôi chỉ có một cái đề nghị với thành phố đó là trong thời gian tới là phát triển thêm hạ tầng giao thông, đặc biệt là cầu đường bộ để kết nối thêm từ quận 1 đi vào khu Nam, thì như thế nó sẽ càng tăng thêm cái thuận lợi cho người dân. Những thế mạnh dễ nhận thấy của khu vực Nam Sài Gòn đã trở thành điểm sáng thu hút của các quỹ đầu tư nước ngoài rót vốn vào đây. Bên cạnh Phú Mỹ Hưng, rất nhiều quỹ nước ngoài đang và chuẩn bị đầu tư vào khu Nam. Phú Mỹ Hưng là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất. Bên cạnh đó thì tập đoàn Nam Long cũng đã có thu hút cái quỹ đầu tư từ Nhật Bản, từ Singapore và của Ngân hàng Thế giới. Cho nên chúng tôi tin rằng trong thời gian tới ở khu Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục thu hút nhiều cái quỹ đầu tư thế giới của các nước đến. Mà như hiện nay chúng tôi đang thấy có một sự quan tâm rất lớn của các quỹ đầu tư của Nhật Bản, của Singapore, của Hồng Kông cũng như là của châu Âu. Trong thời gian tới có thể sẽ có một sự gia tăng đột biến, đó là các cái thu hút cái đầu tư từ phía Hoa Kỳ. Trong bối cảnh ngân hàng nhà nước đang siết chặt cho vay kinh doanh bất động sản, thì việc hợp tác với các quỹ ngoại này sẽ giúp giải bài toán về vốn cho các chủ đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Vừa rồi là phần đầu tiên của bản tin Địa ốc. Tiếp nối chương trình, mời quý vị điểm qua những nội dung chính như sau. Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tăng mạnh.